Không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. À, phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. À, không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tinh thi. Mình xin giới thiệu, mình tên là Đỗ Văn Khánh, quê gốc ở Nam Định. Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Bình Dương. Công việc và nghề nghiệp của mình thì là tài xế, làm trong khu công nghiệp Tân Cảng Sóng Thần, chủ yếu là soạn hàng bên hệ thống Lotte và giao cho các cái hệ thống. Tức là tài xế đi giao hàng? Cũng là đi trong ngày rồi về, chứ không có phải là giống như là đi biển biệt hoặc là đi xa. Nên là từ xưa giờ nhiều khi cũng có nhiều người hay thành kiến về tài xế hay đi xa, rồi có cũng nhiều cái... Coi như đi gần thôi đúng không? Nên là đi trong ngày. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, là sinh năm 1970. Mời bên đàn gái. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Thi, năm nay em 34 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. Công việc của mình cụ thể là gì hả chị? Cụ thể là mình chăm sóc trực điện thoại á. Tổng đài điện thoại. Là tổng đài điện thoại. Dạ đúng rồi. Nếu mà là tổng đài chắc nhiều, có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm ha chị. Tổng đài 1080 hả, phải không? Cái đài mà mọi người hay thường ưu ái với cái tên là đài biết tuốt á, tổng đài biết tuốt. Là chị trực trên đó. Dạ. Cái giọng nói của chị rất là hay. Vậy là chắc cũng chắc nhiều người kiếm tổng đài. Có khi nào mình trực tổng đài mình nói chuyện với khách hàng rồi xong người ta cứ tìm mình hoài không chị? Cũng có những khách hàng hay hỏi danh số rồi là cứ tìm mình hoài vậy đó. Nhưng mà mình thấy rất là vui vì có những khách hàng nhớ mình như vậy. Có chú nhiều khi gọi lên, mình tư vấn cho chú xong, chú nói: "Con ơi, con có muốn làm dâu miền Tây không? Chú cũng có đứa con nó còn ở dậy đó con." Em nghĩ là những người mà làm công việc chăm sóc khách hàng như chị á thì chắc chắn là sẽ tinh tế. Tại mình nghe điện thoại nhiều, mình nghe một hai câu là biết người ta muốn hỏi gì rồi. Nhưng mà làm như thế nó cũng nhạy cảm đúng. Có những người ta gọi lên ta nói bậy không em? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Rồi lúc đó thì chị xử lý làm sao? Tính của mình thì nghiêm túc, mình sẽ xử lý vấn đề nghiêm túc. Có vấn đề nào không trả lời được không? Dạ có chứ. Ví dụ? Ví dụ như cũng có khách hàng hỏi khoảng cách từ từ mặt đất lên cái tầng mây gần nhất là bao xa. Trời đất ơi, vậy ai mà rảnh gì trời mà gọi lên tổng đài hỏi khoảng cách từ mặt đất lên tới tầng mây hả? Chính vì thế nên cô gái bên kia rất là kiên nhẫn nha. Đúng rồi, rất là kiên nhẫn luôn đó. Anh Linh khoan cho em hỏi chị em câu nữa nha. Rồi hỏi đi. Chị, ví dụ như có ai gọi lên tâm sự chuyện tình cảm chia tay với chị không? Dạ cũng có. Có luôn hả? Đúng rồi. Tổng đài 1088 á thì là cũng có chuyên viên tư vấn về tâm lý tình cảm. Nhưng mà nếu mà khách hàng đó là cảm giác tâm lý của họ không ổn định á thì mình có thể là chia sẻ một chút để họ vơi bớt cái cảm xúc lúc đó. Trời ơi. Khi nào đàn gái bên này cái công vợ việc chồng là... ta gây lộn nhau ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Cô ấy là một người rất là gọi là bản lĩnh luôn, biết có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nên anh đừng có lo. Rồi bây giờ mình nói chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Phần ưu điểm của bản thân mình thì là thật thà, chân tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, không có cờ bạc, không có hút thuốc. Trước khi làm tài xế làm nghề công việc gì? Từ trước đến giờ thì bản thân mình là ở ngoài Bắc, trải qua 7 năm lính xong rồi đi vô thẳng Sài Gòn tự thân tự lập. Tức là 7 năm quân ngũ hả? 7 năm ở quân đội, cũng là lính biên phòng ở Huế. Mới đầu vô làm thì làm các công ty, sau đó rồi kiếm tiền rồi đi học tài xế, rồi sau đó đi lái taxi một thời gian rồi lái xe của các công ty. Cũng bôn ba quá hả? Nhưng mà anh ở đây với ai? Đến năm 2000 thì là lập gia đình. Và có một bé trai là 15 tuổi rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai vợ chồng tức là đã chính thức là ly dị là khoảng 2 năm nay rồi. Con trai 15 tuổi con rồi. Con trai 15 tuổi. Ở với ai anh? Thì năm đầu tiên á thì mình nuôi bé trai nhà ở Bình Dương. Nhưng mà đến năm thứ hai á cũng vì lý do là mình ở có một mình, gia đình người thân cũng không có. Thì nhiều khi có công việc đi ra ngoài á, không có ai trông bé giùm. Cho nên là mẹ bé cũng không yên tâm. Thế nên là mẹ bé là xin về nuôi, gửi về dưới ông bà ngoại ở dưới Lâm Đồng. Thì hiện nay là ông bà ngoại đang giữ giùm bé. Tất cả mọi vấn đề thì cái phần hỗ trợ về kinh phí tất cả thì là hàng tháng là mình có chu cấp đầy đủ. Ở với ông bà ngoại thì rất là thoải mái, nhà dưới quê mát mẻ rồi ông bà chăm cháu thì cũng rất là thoải mái. Còn bây giờ anh ở đây, anh ở một mình. Còn hiện tại thì mình cũng đã có nhà ở Bình Dương rồi. Tức mua nhà Bình Dương rồi. Nói chung là nhà cũng ổn định,
cũng có thu nhập ổn định rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Em thì từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Tụi em quen cũng được khoảng gần 3 năm. Cũng tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng. Thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, không chấp nhận việc không chung thủy. Cũng hơi lâu rồi. Từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Dạ đúng. Chị đăng ký chương trình đó. Anh bên đây đã từng lỡ một chuyến đò rồi đó. Dạ. Em có ngại điều đó không? Nếu mà ở độ tuổi này, đến thời điểm này mà chưa có gia đình thì mới là có vấn đề. Ừ. Nhưng mà đối với vấn đề của anh như vậy thì em thấy không có vấn đề gì hết. Vậy là tốt rồi. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Ai cũng có những cái cuộc sống riêng, ai có những kỷ niệm, những ký ức. Bây giờ mình làm lại từ đầu, biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Những ký ức của mình thì sao? Em muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Người đàn ông mà em muốn bước với em trong cái cuộc đời sắp tới á, đầu tiên là phải là chung thủy, sau đó là nhân hậu. Em nghĩ những người nhân hậu là những người sẽ suy nghĩ cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình, thì sẽ không có gây tổn thương đến cho người khác. Đàn ông lúc nào phải có tài, đó là chuyện đương nhiên. Nếu một người có ý chí cầu tiến á, thì em nghĩ là vấn đề nghèo khó mình không phải lo. Tức là những vấn đề mà em cần chủ yếu là về cái nhân cách. Nãy giờ em nói thì em cảm nhận ảnh như thế nào? Em cảm nhận anh bên đó là ảnh có sự trưởng thành, chín chắn và ảnh chân thành. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Anh thấy ổn đó. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ, rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi. 6 năm. Dạ, 5 năm mấy? 6 năm ạ. Từ 2013. 6 từ năm. Từ 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên ha. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Về ngoại hình thì tương đối dễ nhìn một chút, xinh xắn, gọn gàng, cao trên 1m55. Trong cái tính cách thì là phải thật thà, chung thủy, hướng về gia đình, quan tâm, chia sẻ. Chị em năm nay 34 tuổi, anh sinh năm 70. Thì cái khoảng cách tuổi tác cũng lớn, anh nghĩ như thế nào về điều đó? Đối với mình thì tuổi tác không thành vấn đề. Còn chị nghĩ như thế nào về cái khoảng cách tuổi tác? Về khoảng cách tuổi tác thì chị không thấy có vấn đề. Tại vì là ở độ tuổi đó là mới có thể là có đủ sự trải nghiệm. Phụ nữ mình là rất thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Với cái sự trải nghiệm của anh như vậy thì có thể là có rất là nhiều bài học cho mình. Hay quá chị, đúng là nhân viên tư vấn. Cái giọng nói của chị là nó ngọt ngào rồi. Với cách chia sẻ của chị, em thấy thực sự là hai anh chị rất hợp. Bởi vì chị là người lắng nghe điện thoại thôi, thậm chí có thể chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ, huống chi là người thân quen của mình nữa. Rồi bây giờ là mình giao lưu với người thân ha. Chị hôm nay chị đi với ai? Mình đi với chị đồng nghiệp, những người bạn thân của mình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Nam Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Mình là đồng nghiệp và cũng là coi như là chị gái của bé Thi. Bé Thi rất là hòa đồng, vui vẻ, rất là tình cảm, sống biết trước biết sau. Anh bên đây thì chị nghĩ là cũng hợp với những cái mà tiêu chuẩn em đưa ra, bởi vì anh cũng rất là phúc hậu. Chị nghĩ là tùy em ha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ, hôm nay đi với là anh bạn thân với lại hai cháu. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Dạ. Và khán giả trường quay. Tôi là Trần Văn Lực, bạn đồng nghiệp và bạn thân chí cốt từ quê. Theo tôi á thì thấy hai bạn là cũng, nếu mà có duyên gặp được hôm nay là cũng tiến tới hạnh phúc hôn nhân là. Rồi, cảm ơn anh. Giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh ạ. Anh có lớn hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Đây là em. Cái tinh dầu thơm có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Không có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy giờ mình chia sẻ qua cái bức rèm này không? Thực ra em đang run. Tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại, tiếp xúc với khách hàng. Nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thường vào thời gian rảnh á, anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc. Ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân, gia đình đó, thì cũng có nhậu nhạc chút đỉnh rồi karaoke. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó.
Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào? Em sẽ làm giờ hành chính, tại vì cổng đài của em là trực 24/24, thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng hay không? Em rất là hài lòng. Suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, đó là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao mình chịu. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người, tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy. Từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm, chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội. Đây cũng là cái duyên. Sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. 6 năm chờ đợi như thế, 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp cái người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run. Tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi. Em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Nên là em gọi anh hơi bị bối rối. Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Trước phụ nữ thì mình cũng rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì... Anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích. Mà cảm thận nó cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là cái tư tưởng mình nó không thông. Rồi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. Chúng ta để tay mình rút bấm và kiểm tra lại đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình, bởi hai anh chị cũng lớn rồi, ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao không bấm? Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động và... Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi do anh đó. Anh cứ bày tỏ cho thoải mái cảm xúc của mình, không có vấn đề gì cả. Thì anh, trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn là... trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa. Bởi vì trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, là đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm hay không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy, người khác không bấm, mình vẫn bấm. Đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây 6 năm chờ đợi, tiếc quá. Không sao cả. Quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình, thì hãy gọi điện thoại về tổng đài. Gọi về tổng đài biết tuốt gặp chị Thi. Đó, gặp chị Thi, còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì
Cứ việc nha, thoải mái nha. Chị của Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị hôm nay đã đến tham gia chương trình. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rất tiếc hai anh chị không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn cưới hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Rất tiếc là hai người không bấm nút, nhưng tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương của mình. Chúc cho hai bạn sẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc cho anh Khánh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Thi. Dạ, cảm ơn chị. Đây, em đưa chị xuống. 6 năm một chặng đường rất dài, cô ấy đã bấm nút với nụ cười rất là tươi. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều chàng trai đang nhớ nụ cười đó. Em cảm thấy là thật sự tổn thương khi như anh nói, chị Thi chờ đợi chương trình 6 năm. 6 năm đăng ký bản hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà... Anh hiểu cảm giác của em, và cũng là cảm giác của rất nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật với cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội, anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần. Nhưng mà cuối cùng anh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim anh lại không rung động. Không sao cả, đó là cuộc sống như thế em à. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. Phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. Không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tên Thi. Như Thư đã nói, chị Thi của Thư làm ở tổng đài Biết Tuốt. Các anh ngồi xem truyền hình, muốn xin thông tin của chị hãy gọi về tổng đài nha mọi người. Và hy vọng là anh nào gọi về tâm sự, chia sẻ với chị của Thư thì hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình ngay từ phút ban đầu. Thật sự là nãy em không có dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt chị Thi. Nhưng mà tại vì em thấy chị Thi lúc nào trên mặt chị cũng cười cũng rạng rỡ. Một người con gái bản lĩnh, tự tin. Một người con gái với nụ cười luôn tỏa sáng. Hy vọng rằng chị ấy và anh ấy sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết.